Việt Nam hội quân, Man United muốn nổ bom tấn, Real Madrid không mua sắm. Một ngày giàu cảm xúc vậy bắt đầu bản tin ngay bây giờ. Gigi cộng 30 triệu euro đổi Osimhen, Man United chờ đợi Napoli gật đầu. Không mua người trong tháng 1, Real Madrid để Germany đá trung vệ dài hạn. No Ronaldo no party, Bồ Đào Nha bị Croatia cầm hòa. Công Phượng, Hải Quế, Hùng Dũng đều vắng mặt, tuyển Việt Nam công bố danh sách tập trung. Pedri sút hỏng phạt đền nhưng Jeremy Pino mở tỷ số cho Tây Ban Nha ngay ở tình huống sau đó. Thế nhưng Thụy Sĩ chơi đầy quyết tâm để gỡ hòa phút 63. Kịch tính được đẩy lên rất cao khi Brian Gill nâng tỷ số lên 2-1 cho La Roja. Dẫu vậy, Thụy Sĩ tiếp tục gỡ hòa phút 85. Điều này khiến Tây Ban Nha phải nhờ đến pha lập công trên chấm 11m của Brian Zaragoza và cuối trận mới giành được chiến thắng 3-2. Thiếu vắng nhiều ngôi sao nhưng Bồ Đào Nha vẫn biết cách lấn lướt Croatia. Phút 33, João Félix mở tỷ số cho Seleção châu Âu. Tuy nhiên tập thể áo bã châu không thể giữ được chiến thắng. Nguyên nhân là bởi Josko Vardion lên tiếng trong hiệp 2 để ấn định tỷ số hòa 1-1. Dẫu vậy, vị trí đầu bảng của Bồ Đào Nha không bị ảnh hưởng sau cuộc đấu vừa rồi. Trang chủ VFF vừa đăng tải danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam. Ba ngôi sao Công Phượng, Quế Ngọc Hải và Hùng Dũng là những trường hợp vắng bóng nổi bật nhất. Ở chiều ngược lại, Quang Hải, Tiến Linh, Nguyễn Philip góp mặt cùng sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Cũng phải nói thêm rằng danh sách vừa nêu sẽ được bổ sung sau khi câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ tại vòng bảng AFC Champions League. Nhận đồn đoán với nhiều mục tiêu nhưng khả năng cao, Real Madrid không bổ sung tân binh trong tháng 1. Huấn luyện viên Ancelotti hiểu được tình hình ở trên nên đang tìm giải pháp hợp lý. Theo Relevo, Aurélien Tchouaméni sẽ chơi ở vị trí trung vệ trong dài hạn do cơn khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ. Tất nhiên, chỉ thời gian mới kiểm chứng được tính hiệu quả của giải pháp vừa nêu. Joshua Zizi đang gây thất vọng tại Man United, do vậy Quỷ Đỏ tìm phương án đẩy đi chân sút 23 tuổi. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford muốn dùng tiền đạo người Hà Lan cộng 30 triệu euro nhằm đổi lấy Victor Osimhen của Napoli. Tuy nhiên, chưa chắc ông lớn nước Ý đã cởi mở với phương án trên. Nhận kỳ vọng lớn từ ban lãnh đạo của Manchester United như Ruben Amorim khó được thỏa sức mua sắm vào phiên chợ hè 2025. Nguyên nhân đến từ sự lãng phí mà người tiền nhiệm Erik ten Hag tạo ra khi còn tại vị. Cụ thể, ông thầy người Hà Lan đã đốt của Quỷ Đỏ hơn 600 triệu bảng Anh để đổi lại khá nhiều bom xịt. Trải nghiệm đau thương trên khiến bộ sậu Manchester United ngán ngẩm và khắt khe hơn với Amorim trong chuyện mua sắm. Jadon Sancho vắng bóng trong những trận cầu trước FIFA Day của Chelsea vì bị ốm. Tuy nhiên, mọi vấn đề đã được giải quyết nên ngôi sao người Anh vừa trở lại tập luyện vào hôm qua. Do vậy, huấn luyện viên Enzo Maresca có thể để cậu trò vào sân ngay cuối tuần này ở cuộc đụng độ Leicester. Chấn thương khiến Leandro Trossard bị thay ra ngay trong hiệp 1 của đối đầu giữa Bỉ và Israel. Chi tiết trên khiến các fan Arsenal vô cùng lo lắng khi các trận cầu cấp độ câu lạc bộ sắp quay trở lại. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, chấn thương của Leandro Trossard không nghiêm trọng do đây chẳng phải vết đau liên quan đến phần cơ. Dẫu vậy, ngôi sao người Bỉ sẽ trở lại London vào ngày hôm nay để tiến hành kiểm tra y tế ngay lập tức. Ở tuổi 17 thì Ethan Nonnery nhận đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Do vậy, Arsenal đang nỗ lực giữ chân ngôi sao người Anh. Thậm chí pháo thủ sẵn sàng biến Ethan Nonnery thành một trong những cầu thủ tuổi teen được trả lương cao nhất tại Premier League. Ở chiều ngược lại, tài năng xứ sương mù hoàn toàn cam kết tương lai với câu lạc bộ chủ quản, nên hai bên khả năng cao sớm đạt được thỏa thuận chung trên bàn đàm phán. Những phát ngôn đụng chạm Son Heung-min khiến Rodrigo Bentancur nhận án phạt nặng. Cụ thể, ngôi sao Tottenham phải đóng khoản tiền 100.000 bảng Anh và bị treo giò tới 7 trận ở các đấu trường quốc nội. Cập nhật trên đồng nghĩa với việc cầu thủ người Nam Mỹ vắng mặt trong các trận đại chiến với Man City, Chelsea, Man United và Liverpool. Tuy vậy, Rodrigo Bentancur vẫn có thể thi đấu cho Tottenham tại Europa League. Sau khi giải nghệ thì Ronaldo de Lima dấn thân vào sự nghiệp quản lý thay vì theo công tác huấn luyện. Hiện tại, người ngoài hành tinh ứng cử làm chủ tịch mới của Liên đoàn bóng đá Brazil từ tháng 3 năm 2026. Được biết, một trong những mục tiêu chính của huyền thoại Nam Mỹ là mời huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển Brazil. Tuy vậy, chưa rõ tâm tư ông thầy sẽ đâu bỏ trước ý tưởng trên khi Man City vẫn đang nỗ lực giữ chân thuyền trưởng của đội bóng.
Vào đêm nay thì Hà Lan sẽ đụng độ Bosnia tại Nations League. Tuy nhiên, câu lạc bộ da cam không thể có sự phục vụ của hai trụ cột là Virgil van Dijk và Frankie de Jong. Theo chia sẻ từ huấn luyện viên Ronald Koeman, bộ đôi ngôi sao đã rời đợt hội quân đội tuyển và quay về các câu lạc bộ chủ quản. Động thái trên nhằm tránh cho Van Dijk và Frankie de Jong khỏi nguy cơ chấn thương để có thể cống hiến cho Liverpool cùng Barcelona ngay sau loạt trận FIFA Day. Các fan Real Madrid đón tin vui khi Rodrigo trở lại tập luyện với bóng vào hôm qua. Theo dự kiến ban đầu, ngôi sao Nam Mỹ cần từ 5 đến 6 tuần để bình phục. Tuy nhiên, việc xuất hiện trên sân tập cho thấy tuyển thủ Seleção có thể tái xuất sớm hơn dự kiến. Cũng phải nhắc lại rằng thủ môn Thibaut Courtois cũng sẵn sàng ra sân ngay sau quãng nghỉ quốc tế. Vì vậy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti có thể bớt đau đầu hơn về bài toán lực lượng ở giai đoạn tới. Brahim Diaz tiếp tục tỏa sáng giúp Maroc giành chiến thắng. Tính cả cú hat-trick vào lưới Lesotho vào đêm qua, ngôi sao Real Madrid đã góp dấu giày vào 9 bàn thắng sau 8 trận cho tập thể châu Phi. Rõ ràng quyết định cống hiến cho Maroc là lựa chọn khôn ngoan của Brahim Diaz khi nhân tố 25 tuổi thường xuyên chiếm spotlight mỗi lần tập trung. Bóng đá không liên quan chính trị, nhưng Nga tiếp tục bị cấm tham gia các giải đấu lớn. FIFA và UEFA quyết định duy trì thêm một thời gian nữa. Do vậy, chắc chắn đại diện xứ Bạch Dương không có mặt tại World Cup 2026. Thông tin trên tạo ra sự tranh cãi lớn với các cổ động viên. Được nhiều đội bóng lớn theo đuổi, nhưng khả năng cao Jamal Musiala sẽ ở lại Bayern Munich. Theo các nguồn tin ở Đức, cùng xám xứ Bavaria cùng tuyển thủ Diamant Trapp sắp ký vào bản giao kèo kéo dài đến năm 2029. Đổi lại cho động thái trên là chuyện Jamal Musiala được hưởng mức lương gộp lên đến 25 triệu euro mỗi mùa. Do vậy, các đội bóng đang tăm tia ngôi sao người Đức có thể chuyển sang những mục tiêu khác tiềm năng hơn. Harry Kane 33 tuổi ở thời điểm World Cup 2026 diễn ra. Do vậy, nhiều người cho rằng đây là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cuối cùng mà thủ quân tuyển Anh tham dự. Tuy nhiên, chân sút xứ sương mù không đồng tình khi cho biết bản thân vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Do đó, Kane bỏ ngỏ khả năng tiếp tục chinh chiến ở World Cup 2030 nếu vẫn duy trì được phong độ. Barcelona muốn giữ chân Pedri và ngôi sao xứ đấu bò cũng có ý tưởng tương tự. Hiện tại, ekip của cầu thủ 21 tuổi đang đàm phán chuyện hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Chính Pedri xác nhận thông tin trên, nên không khó để các bên đạt được thỏa thuận mới ngay trong mùa này. Jamal Gatti chưa thể xây dựng chỗ đứng tại Manchester City. Việc này dẫn đến khả năng hai bên đường ai nấy đi ngay phiên chợ đông. Hiện tại, West Ham và Fulham đang dành sự quan tâm đến cầu thủ người Anh. Theo nhiều đồn đoán, Manchester City có thể đòi hỏi con số 20 triệu bảng trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định tính khả thi của thương vụ vừa nêu. Vậy là chúng ta đã cùng đi hết những thông tin đáng chú ý nhất 24 tiếng qua. Loạt trận quốc tế sắp khép lại để nhường chỗ cho quá trình tập luyện của các câu lạc bộ lớn. Do vậy, các cập nhật nóng hổi về những tập thể tên tuổi sẽ xuất hiện liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người một ngày có nhiều điều hạnh phúc.